làm thế nào để công ty bán con giống gà đẻ bảo hành bệnh NERCO truyền dọc cho người chăn nuôi. Xin kính chào tất cả mọi người, tôi là Đô Văn Hùng. Bệnh NERCO là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với gà đẻ. Bệnh không gây thiệt hại lớn ở giai đoạn gà con, nhưng gây thiệt hại rất lớn đối với gà đẻ. Vậy làm cách nào để các công ty có thể bảo hành bệnh NERCO truyền dọc cho bà con? Bệnh NERCO xảy ra sớm nhất vào giai đoạn từ 28 ngày tuổi. Do đó thì bà con hãy yêu cầu các công ty bán con giống lấy máu xét nghiệm vào giai đoạn gà được khoảng 30 ngày tuổi. Việc chẩn đoán được tiến hành khi xét nghiệm cả kháng nguyên và kháng thể. Bởi vì bệnh NERCO có thể là có virus ở trong máu nhưng không có sinh ra kháng thể, hoặc không có virus ở trong máu nhưng mà có kháng thể ở trong máu. Chúng ta yêu cầu công ty lấy 20 mẫu để xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì bệnh NERCO sẽ không bị truyền dọc từ gà bố mẹ sang gà con. Còn nếu có kết quả dương tính thì chúng ta sẽ căn cứ vào tỷ lệ bệnh để có quyết định là giữ đàn gà để nuôi tiếp hay không. Nếu mà tỷ lệ bệnh mà dưới 5% thì chúng ta cũng có thể là tiếp tục nuôi đàn gà này để lên cho nó đẻ. Còn đối với trường hợp mà bà con bắt gà hậu bị từ 12 tuần tuổi trở lên thì trước khi nhập gà hậu bị về nuôi, bà con cũng yêu cầu công ty lấy 20 mẫu để xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính thì chúng ta nhập gà hậu bị về nuôi. Còn nếu kết quả dương tính thì tùy vào tỷ lệ bệnh thì chúng ta có quyết định nhập gà hay không. Bệnh NERCO cũng có khả năng truyền ngang giữa gà bệnh sang gà khỏe, nhưng cái khả năng lây nhiễm nó rất khó, cho nên bà con hãy tích cực sử dụng các biện pháp như là tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng cường diệt virus ở ngoài môi trường để hạn chế tình trạng lây lan. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ lại cho người chăn nuôi nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.